những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu, không thể quên. Chiến trường ca, thật khốc liệt, mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Trung đoàn 273, luồn sâu theo rừng tràm, làm mũi vu hồi đánh chiếm địch ở hai ngọn núi Thi Vạn và núi Địa Tạng. Mục tiêu tổng thể của trận đánh là phải chiếm được bốn quả núi trên rồi chốt chặn tại đó chiếm được bốn ngọn núi này thì chúng ta khống chế được địa bàn rộng lớn của địa bàn tỉnh Tà Keo Ráp Ta. Lực lượng dân công phía sau sẽ tổ chức đào đắp đê biên giới. Như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ được dân ở các làng ấp dọc đường biên. Nhưng đợi mãi mà bọn chúng vẫn không đưa lực lượng ra như trước, vẫn chỉ có một số ít lính tôn tốt chốt các mục tiêu trên. Hình như chúng cố ý nhử, cố ý trêu tức quân ta. Việc điều nghiên tình hình, địa bàn đã tương đối kỹ, nhưng giờ giờ vẫn chưa chọn được các cấp chỉ huy đã nóng lòng, sốt ruột. Anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới thì lại không ngờ mình được nghỉ ngơi lâu thế, nghỉ ngơi cùng với ăn uống, khí hậu tươi mát trong lành của biển cả làm cho sức khỏe anh em tăng hẳn lên. Tuy vậy, mọi người vẫn muốn đánh đuổi, tiêu diệt lũ Pol Pot. Ban chỉ huy sư đoàn tìm cách đánh lừa địch, lệnh di chuyển về Tây Ninh được phát ra. Trung đoàn 2 vẫn chốt ở các vị trí cũ, mỗi tiểu đoàn để lại một lực lượng nhỏ còn tất cả từ các cấp chỉ huy, sở chỉ huy trung đoàn, sư đoàn cùng các loại xe, pháo, hỏa lực cùng khí tài lên đường hành quân. Cuộc hành quân chuyển hướng của đội quân được cho là hùng mạnh nhất cùng với tất cả xe pháo, xe tăng, thiết giáp vào lúc 7 giờ tối. Các loại xe ô tô không tắt hết đèn mà sử dụng đèn gầm hạn chế ánh sáng, coi như là một cuộc hành quân di chuyển lật cánh thật sự. Nhưng cả đoàn quân không phải về Tây Ninh mà chỉ hành quân cách Hà Tiên khoảng 70 km, lặng lẽ giấu quân tại khu vực núi đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, đất rừng, đồi núi, nơi đây là điểm giấu quân tuyệt vời, có thể nói là một tam điệp thu nhỏ. Địa danh nơi này được nổi tiếng từ những năm kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm, khi có tác phẩm nổi tiếng Hòn Đất của nhà văn Anh Đức, một tác phẩm văn học nói về cuộc chiến đấu của quân và dân nơi này giữa những người du kích cách mạng và bè lũ tay sai hung ác đã được viết thật sinh động. Hình tượng trị sứ, người phụ hữu xinh đẹp cùng bà con nhân dân, lực lượng du kích. Phía bên kia là bọn ngụy quân, ngụy quyền tay sai Mỹ, như tên Trung úy Xăm, gốc dân tộc Khmer nhưng khi làm Việt Giang đã rất tàn bạo. Khi bắt được chị sứ, chúng tra tấn chỉ rất dã man, rồi chặt đầu, uống máu chị sứ. Rồi chính xăm đã bị bà cả sợi mẹ của hắn đã vô cùng căm giận sự tàn ác của xăm nên đã báo du kích đến tiêu diệt chính đứa con trai mà thời nhỏ bà vô cùng yêu quý. Đó chính là cái thiện diệt cái ác, một cái ác khi đã nhuốm máu, uống máu bà con. Nhân dân mình thì rất khó trở lại lương thiện nên dù đau đớn vẫn phải tẩy trừ. Tôi nhận được bức thư của Hương, cô hàng xóm, mà tôi gặp, quen dịp mấy ngày về vui Tết ở quê. Thật bất ngờ. Có lẽ từ ngày đi bộ đội, ngoài thư tử giao lưu với bố mẹ, anh em, họ hàng thì đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư của người con gái. Nội dung bức thư, ngoài việc hỏi thăm tình hình công tác của tôi, Hương còn có ý trách là sao từ hôm đi vào Sài Gòn đến bây giờ mà không có thư về khiến cho gia đình mọi người phải lo, phải trông đợi. Rồi Hương nói bây giờ chiến tranh đã hết, đất nước đã hòa bình nên tôi hãy chuyển ngành về quê làm việc và lấy vợ. Hương còn bảo từ hôm tôi đi ở xóm phố nhà mình có nhiều đám cưới mỗi lần đi dự cưới là hương lại nghĩ và nhớ tới tôi mong tôi cũng sẽ được hạnh phúc ở quê những lời tâm tình của em gái hậu phương một cô gái thấy bình sao mà ngọt ngào thân thương đến thế nhưng nghịch lý là ở nơi tôi đang đứng chân đang có cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt mà ở nhà ở quê nhất là lớp trẻ vẫn không biết gì mà lần về tết ấy khi chuyện trò tôi cũng đã nói cho mọi người kể cả Hương nghe về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đang diễn ra hết sức gay gò, quyết liệt. Ở đây, chúng tôi ngày đều phải trực tiếp ở chiến trận. Hôm nay, mọi người đang vui, đang sống nhưng có thể một tí nữa, một chốc, một lát nữa, là lại có tin đồng đội này bị thương, đồng đội kia hy sinh. Cuộc chiến ngày càng phức tạp. Giờ đây khi Hương nói về việc ra quân, phục viên hay giải ngũ của tôi có thể chính đáng với tình thương của cô nhưng với tôi thật xa vời đời tôi đã hai lần tôi chia tay người yêu để ra trận vậy thì lần này cô hàng xóm này có vẻ có ý tứ xa xăm đây tôi chợt nghĩ trong hoàn cảnh này tốt nhất là không nên dính vào yêu đương cho thêm vướng bận cuộc đời người chiến sĩ như mình biết hy sinh lúc nào mà yêu đương và nếu như mình chết thì làm khổ người ta thoáng nghĩ như vậy sau khi đắn đo một lúc tôi viết thư hồi âm cho hương tôi chợt nhớ lại hồi làm quân quản ở sài gòn có đọc một quyển chuyện gì đó cũng có nói về tình cảm của người lính chiến. Chăn trở chuyện yêu đương rất hay, có vẻ văn học, lãng mạn. Tôi viết theo giọng văn ấy. Hương, anh nhận được thư hương nơi biển trời lộng gió. Mảnh đất tận cùng của tổ quốc với vẻ đẹp mê hồn, làm cho anh. Các anh những người lính thực thụ chỉ quen súng đạn, cũng phải ngần ngờ. Nhưng những tiếng súng của quân thủ, tiếng thép kêu gào của nhân dân nơi đây, vẫn vang vọng trong anh. Kêu gọi sự trả thù, làm cho những cảnh đẹp như thơ như nhạc này không còn ý nghĩa nữa vì tiếng súng vì tiếng thét gào kêu cứu đó hương cảm ơn em đã góp ý gợi ý cho anh trở về để xây dựng cuộc sống lứa đôi gia đình nhưng em ơi hiện tại anh vẫn đang là người trong cuộc hàng đêm anh vẫn thường thao thức hay mơ mơ thấy súng đạn về cười ngạo nghễ nên hôm nay anh ra đi để cho ngày mai không còn những thằng con trai phải bỏ mình vì chiến tranh không còn những mẹ già tóc đã điểm xương đêm đêm khóc con trong nỗi đau nhung nhớ không còn những người vợ trẻ đầu quấn khăn tang chiều chiều dắt dìu đứa con thơ vào nghĩa trang có lá vàng rơi rụng để cho ngày mai không còn những thiếu nữ phải buồn đau trong thương nhớ sáng sáng mở ra những trang giấy đẫm nước mắt học trò hương cảm ơn em anh cảm ơn em nhiều vì đã viết thư thăm anh đây là lần đầu trong đời anh được nhận và được viết thư cho người bạn gái hiện tại cuộc sống của anh của đồng đội anh là như vậy đây sẽ là lá thư đầu và là cuối anh gửi tới em với tất cả những chân thành của người lính trận anh chúc em sớm có được niềm vui trong tiệc cưới của mình nhớ em và cảm ơn em thật nhiều lúc ở hà tiên nhờ khí hậu tốt nguồn lương thực thực phẩm dồi dào hoạt động đều đặn sức khỏe anh em chiến sĩ tăng lên rất nhiều khi xuống dấu quân ở hòn đất, không hiểu là vì anh em ít được hoạt động, mà chỉ nghỉ ngơi đệ lệnh là chính, làm lính ta uể hoài. Cũng có thể do sự ẩm thấp của rừng núi, ruồi, mũi, rồi thổ nhưỡng làm mà anh em bị sốt, bị ốm rất nhiều. Gần như là một bệnh dịch sốt trong đơn vị. Đây không phải là sốt rét rừng mà hình như kiểu sốt phát ban hiếm gặp. Đầu tiên có một vài anh em bị sốt, rồi dần lan ra thành diện rộng. Thậm chí có đại đội, hai phần ba số anh em bị sốt, làm sức khỏe, sức chiến đấu của toàn bộ đội kém hẳn đi. Ban chỉ huy sư đoàn, trung đoàn, cùng các y sĩ, bác sĩ, lo cuốn cuồng. Cơ quan quân y trung đoàn đã kết hợp cùng với Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, quân khu 9, lo dập dịch sốt cho bộ đội. Đúng là dịch sốt bùng lên thật hiểm ác, lây lan nhanh và ảnh hưởng đến nội tạng con người ta khiến sức khỏe suy sụp. Ban chỉ huy sư đoàn và quân khu 9 đã chọn được giờ gờ tức là giờ nổ súng tấn công địch. Ngày nổ súng tấn công Pol Pot được ấn định là ngày mùng 8 tháng 4 năm 1978. Vì theo ban hai cùng cả các nguồn thông tin của anh em trinh sát báo là Pol Pot đã nâng đội hình lên và rất tích cực củng cố hầm hào công sự mà thêm một thông tin nữa là còn có sự có mặt của cố vấn quân sự người nước ngoài. Thông tin này lan truyền từ người dân từ bên đó chạy sang, thực hư chưa thật rõ. Các cấp chỉ huy thật hồi hộp. Khi tổ chức lui quân lật cánh nhưng thực chất là dùng kế điệu hồ ly sơn nghĩa là dụ con hồ ra khỏi núi đến bây giờ con hồ là lính pol pot đã ra khỏi núi nhưng nó là con hồ đã thành tinh nên cũng không phải nó ra một cách vô tình mà như có ý đồ chiến lược chiến thuật có sự cảnh giác đề phòng cao độ về phía ta thì ý chí đánh địch đang còn hăng nhưng cũng không thể để giờ gờ lâu hơn được nữa vì để lâu quá thì ý chí tấn công của bộ đội có thể sẽ trùng xuống làm giảm ý chí và sức mạnh tiến công quân thủ. Theo cách nghĩ của những người chỉ huy dùng binh là như vậy. Điều lo lắng nhất là sức khỏe bộ đội bị giảm do bệnh dịch sốt. Tiểu đoàn 3 vẫn là tiểu đoàn sung kích mạnh nhất, dũng mãnh nhất trong tấn công nhưng anh em cũng bị ốm nhiều theo báo cáo số quân đang bị sốt, ốm yếu tới 1 phần 3 quân số. Ngay người chỉ huy mưu trí dũng cảm là tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao cũng đang còn bị sốt âm ỉ. Anh Thao đi lại rất yếu nhưng anh vẫn hứa sẽ chỉ huy, sẽ cùng tiểu đoàn luồn sâu đánh địch. Về tiểu đoàn 1, đại đội 3 của tôi có thay đổi chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Tiến Trụ, đại đội trưởng, được điều lên làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, vẫn giọng nói ồm ồm to khỏe. Sôi nổi hôm chia tay đại đội để lên làm chỉ huy phó tiểu đoàn. Anh bắt tay người kế nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Phô được điều từ đại đội 1 sang. Bắt tay hết lượt anh em trong ban chỉ huy và từng người trong đại đội để lên cương vị mới, trọng trách mới anh em lưu luyến chia tay người đại đội trưởng đã từng sống chiến đấu trong suốt thời gian dài, với bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng rồi không ai biết được rằng, cuộc chia tay đồng chí chủ lần này trong niềm vui thăng chức, cũng là lần chia tay cuối cùng. Cái bắt tay cuối cùng, trong đời người chỉ huy, trong đời người lính chiến, nghĩ lại thấy sao mà thiêng liêng, dày dứt. Đồng chí Nguyễn Tiến Chủ hy sinh ngay lúc sáng ngày 8 tháng 4 năm 1978, khi trận chiến đang vào lúc cam gò nhất. Từ đêm ngày 5 và ngày mùng 6 tháng 4 năm 1978 các đơn vị được bí mật về vị trí cũ tại Hà Tiên nhưng vẫn trong tư thế giấu quân. Bộ đội đều phải ở trong nhà, trong lán hay các lùm cây. Không đi lại nhiều, tránh sự quan sát dòm ngó của địch. Các loại pháo binh của quân khu, của sư đoàn cũng bí mật vào chiếm lĩnh các vị trí trong đêm được ngụy trang kín đáo. Các phần tử bắn đều được chấm tọa độ, phương vị hiệu trình chính xác sẵn sàng đợi giờ nổ súng. Vì quãng đường luồn sâu, tiền nhập không xa nên 22 giờ đêm ngày 7 tháng 4 trung đoàn một tổ chức cho bộ đội xuất phát luồn sâu theo rừng tràm, dọc sát mất sông. Bộ đội tiền nhập theo đường mà công binh và trinh sát đã tháo gỡ mình. Trung đoàn 3 cũng bắt đầu dịch chuyển đội hình tiến công chia làm 3 mũi, lấy trục đường 85 tâm. Một mũi cũng luồn sâu sát gần biển theo hướng ấp Việt Nam sang. Các loại xe tăng, xe bọc thép cũng làm công tác tiền nhập xung phong cùng trung đoàn 266. Đợi khi pháo bắn mở màn Đè đầu quân địch xuống thì cơ động ra cửa mở Giờ G đang tới dần Theo thông báo Dự kiến giờ G lùi lại 30 phút Tức là 5 giờ 30 phút Khi pháo binh sẽ bắn phá hoại vào các mục tiêu Đến 5 giờ 45 phút Thì truyền làn vào trong cho bộ binh sung phong Trước khi sung phong thì có pháo bắn đạn khói Để che mắt bọn Pol Pot Để cho bộ binh tiến công được bí mật hơn Việc có pháo khói che mắt địch sau này Chúng tôi mới biết Chứ trong hợp đồng tác chiến không có phổ biến Trong tác chiến cấp nào biết nhiệm vụ ấy, chứ không phổ biến tràn lan. Đó là nguyên tắc bí mật quân sự để giành chiến thắng. Giờ tiền nhập và luồn sâu của các đơn vị đã đến, lúc này là 22 giờ đêm. Trời tối hơn so với thường ngày. Mũi tiến quân của trung đoàn 273 đã dịch lên, ém sát vào khu vực rừng tràm. Theo dẫn đường của trinh sát, trong rừng thưa cảm giác càng tối hơn. Qua vòm lá, trời vẫn nhiều sao, những vì sao nhấp nháy như đang theo dõi, như chỉ hướng cho anh em bộ đội hành quân. Gió biển hiền hòa, mang theo hơi nước làm cho mọi người khoan khoái, dễ chịu hơn. Trinh sát dẫn anh em tiến sát theo mép nước rừng tràm. Bắt đầu quạt sang trái vào đất Campuchia. Tiểu đoàn 3 vẫn là đội hình đi đầu. Sau lực lượng trinh sát, đại đội hỏa lực của tiểu đoàn súng 12,7 ly và DKR đã được phân đi tăng cường theo đơn vị, cùng luồn sâu với đội hình đại đội bộ binh còn lại ban chỉ huy đại đội và hai khẩu cuối 82 ly hành quân sau tiểu đoàn bộ. Vừa qua ranh giới khoảng hơn 100 mét bỗng nghe tiếng nổ cực lớn rung chuyển đất trong trời đêm. Chớp sáng trói loà rồi phụt tắt. Mọi người nằm rạp xuống. Có tiếng kêu, bị mìn rồi. Chợt nghe tiếng kêu của anh em bị thương. Bụp, bục, bụp. Ba phát pháo hiệu đỏ bay lên hướng núi thi vạng. Một lúc sau đã thấy vận tải của tiểu đoàn ba. Cáng số thương binh và liệt sĩ về phía sau có sáu cáng với hai anh em được đồng đội dìu đi. Như vậy, vừa sang đất Campuchia số anh em khinh cối của tiểu đoàn 3 không bám sát được nhau. Họ bị lạc ra ngoài, hay do mìn còn sót lại. Dẫn tới cả khẩu đội cối 82 ly và mấy anh em ở gần bị thương. Không biết là loại mìn gì mà sát thương khủng khiếp thế. Thật không may mắn chút nào. Linh cảm thấy trận chiến sẽ gây go ác liệt. Qua sự việc mìn này càng cảm giác gây go ác liệt tăng lên. Đưa được thương bình, liệt sĩ về phía sau để giao cho các chiến sĩ vận tải chuyển về hậu phương đội hình lại tiếp tục luồn sâu, hành tiến, mò mẫm trong đêm. Nhưng trong mỗi người, mỗi bước đi, phải dè dặt hơn. Anh em căng mắt ra mà nhìn, mà bước theo dấu chân người đi trước. Hành tiến thế này tốc độ di chuyển không được nhanh, không được bảo giản như trước nữa. Khoảng 3 giờ sáng, các mũi, các hướng đã vào được vị trí tập kết sở chỉ huy của sư đoàn và quân khu chín bí mật di chuyển lên khu vực hang thạch động tình hình chiến sự vẫn yên tĩnh phía bên vị trí các mục tiêu của pol pot ngoài ba phát pháo hiệu đỏ bay lên lúc anh em tiểu đoàn ba bị mìn thì cũng không thấy có động tĩnh gì khác thường anh em bộ binh tranh thủ đào khoát hầm cá nhân hoặc lợi dụng các cụ mối gò đất ẩn nấp thời gian trôi thật chậm cuộc đời ai cũng có những lúc chờ đợi và chờ đợi thì bao giờ cũng thấy thời gian trôi đi thật chậm sự chờ đợi trước giờ nổ súng còn có thêm cảm giác nặng nề thoáng chút lo âu vẩn vơ trong những lúc thế này người lính chưa có vợ con thì thường hay nghĩ đến gia đình đến mẹ đến bố trước tiên rồi lần lượt nghĩ đến những người thân yêu bạn bè rồi những bước đường đời của mình đã qua nhớ những ngày gian nan những trận chiến hiểm nguy mà mình đã may mắn vượt qua cùng niềm vui chiến thắng thước phim quay chậm của cuộc đời hôm nay ngày mai trong trận này liệu mình có được may mắn nữa không mọi người lấy cơm nắm ra ăn trời đã rạng sáng những đàn chim đi ăn sớm đã bay khỏi nơi chú đêm chúng bay đi tìm mồi tiếng gọi nhau kêu quạc quả trong không trung phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm sáng dần gần biển thì trời có cảm giác nhanh sáng hơn hay tại vì chúng ta thức từ đêm nên nhận biết rõ được sự chuyển đổi từ đêm sang ngày theo quy luật xoay vần của tạo hóa trời đất thấy được ngày đêm giao nhau rõ nhất trời đã sáng. Nhìn trời, nhìn cảnh vật đã dần hiện ra mà sao vẫn chưa thấy pháo bắn. Nhưng đồng hồ vẫn chưa chịu chạy đến giờ G. Các trận tấn công khác giờ G thường là 5 giờ sáng hoặc sớm hơn. Còn trận này không hiểu sao giờ G lại chậm 30 phút. Rồi cũng đến giờ G. Ùm, um, ùm, um, ùm um, ba phát nổ để ba của pháo 105 ly. Nghe tiếng đạn bay vo vo qua đấu. Rồi hoàng, 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 tiếng nổ của đạn tới mục tiêu tiếp đến là cả mấy trận địa pháo cuối đều phát hòa, tiếng nổ ầm vang, dần dĩ như sấm trời mưa mùa hạ. Không còn phân biệt được đâu là loại súng gì, loại pháo gì nữa. Hướng mục tiêu các sườn núi bay lên cát, bụi, đất, đá, các đụn khói to nhỏ khác nhau. Rồi cũng không phân biệt được gì nữa, vì khói, vì bụi. Các trận địa pháo ở gần nhau nên cảm giác chưa bao giờ thấy pháo binh bắn nhiều như thế. Không gian, trời đất vỡ hòa. Các đồng chí chỉ huy đại đội, xuống từng trung đội nhắc anh em chuẩn bị sung phong. Vì pháo đã bắn được khoảng 30 phút. Mọi người xúc lại tư trang, súng đạn chuẩn bị tấn công. Nhưng kìa khói, khói chùm lên phía mục tiêu tấn công. Không phải là khói do đạn nổ bình thường mà khói cứ bùng lên, lan tỏa rồi dày đặc. Rồi không còn nhìn thấy gì phía xa nữa mà chỉ có khói là khói. Khói đã tạo thành bức tường khói dày đặc. Mọi người đang chuẩn bị sung phong, ngạc nhiên chứng lại. Nghe rõ tiếng anh phô, đại đội trưởng mới gào lên, lợi dụng khói sung phong. Mọi người bật khỏi vị trí lao lên. Các loại súng 12,7 ly, đại liên đã thùng, thùng, thùng điểm xạ bắn vọt qua đầu bộ binh uy hiếp địch và tạo khí thế tiến công. Khẩu DKR của hỏa lực cũng đã nhả đạn, viên đạn đỏ lửa xoẹt bay và mất hút vào bức tường khói. Anh em bộ binh vừa vận động vừa bắn. Những tiếng hô sung phong vang trời, lẫn trong tiếng nổ là ánh chớp lòe của các loại súng B-40, B-41. Bản giao hưởng chiến trận tiêu diệt quân thủ xâm lược, trả thù cho đồng bào bị chúng tàn sát vang lên. Pháo binh đã chuyển làn vào phía sâu. Đội hình phát triển thuận lợi khoảng 200 mét. Cũng chưa thấy bọn hồn tốt phản ứng. Khói, khói theo chiều gió đã ập tới đội hình hành tiến. Mọi người dừng lại vì không còn nhìn thấy gì nữa. Lớp khói thật dày đặc. Phải sau 10 phút thì khói với dần tràn qua anh em phía trên chưa kịp định thần nhìn phương hướng mục tiêu, thì ầm, ầm, ầm. Các loại súng của bọn Pol Pot phát hỏa chúng bắn vào đội hình. Các ổ súng 12,7 ly, đại liên, bắn găm rào rào vào đội hình sung phong. Lát đác anh em chúng đạn ngã xuống. BKRS và B-40, B-41 chúng cũng bắn tới tấp, nổ dồn dập, rồi cả pháo, từ xa cuối 82 ly, cuối 60 ly của chúng cũng đã bắn cấp tập vào đội hình tiến công của tà trận chiến thật nguy kịch những vị trí bãi bằng chúng trải này rừng tràm này là những mục tiêu không thay đổi nên có thể nói là nếu chốt ở đây lâu thì nhắm mắt chúng cũng có thể bắn chúng vào khu vực cần bắn nhất là lúc này khu vực này đâu đâu cũng có bộ đội mình khói bụi mù mịt bao trùm đội hình tấn công sau các tiếng nổ ầm là mảnh đạn cùng đất đá các bụi bay rào rào đúng là mưa của các loại đạn của pol pot Pháo của ta bắn vào quân diệt chủng xâm lược mà sao hỏa lực chúng vẫn còn rất mạnh, còn rất nhiều như là lực lượng còn nguyên nhưng im lặng, hay đã bị pháo ta diệt, phá hủy hết. Quan sát kỹ mới thấy phía trên cao không có hỏa lực địch bắn ra, có lẽ bọn này tránh đòn pháo, bỏ công sự phòng ngự tuyến 2 và tuyến 3, xuống hẳn phía dưới với những công sự sẵn có đợi bộ binh ta đến, hay là pháo binh của ta bắn phá hoại nhiều chúng các mục tiêu, công sự nhưng không có pol pot ở đó hay bọn chúng như là đã có kịch bản sẵn. Giờ đây chúng đang thực hiện theo kịch bản đó một cách thuần thục hiệu quả, hòng gây cho ta những khó khăn và tổn thất lớn. Thông tin trận đánh, khó khăn hướng các tiểu đoàn của Trung đoàn 273 được báo về Ban Chỉ huy Liên Quân, địch bắt đấu chống trả quyết liệt. Từ trên đài chỉ huy ở hang thạch động các vị chỉ huy cũng đã phát hiện ra điều này. Qua kính tiềm vọng chỉ huy ta thấy rất rõ anh em ta đang hứng chịu mưa đạn của Pol Pot mà ai nấy lòng như lửa đốt đó không phải chỉ có hướng trung đoàn 273, trung đoàn 266 cũng gặp khó khăn. Đội hình bộ binh cùng tăng thiết giáp phải khựng lại vì hai xe đã bị trúng đạn. Trong khi đó, các loại đạn chống tăng vẫn xoẹt, xoẹt rồi nổ ầm ầm chung quanh các xe, làm cho hỏa lực của xe cũng không phát huy được sức mạnh. Chỉ huy lệnh cho bộ đội nằm tránh đạn, tranh thủ đào hầm ẩn nấp. Pháo binh lại chính tầm, bắn vào các mục tiêu đã bị lộ của Pol Pot, phản pháo vào các trận địa pháo phía trong sâu đạn pháo của ta đã nổ dần, dần dưới chân núi. Súng của Pol Pot im bặt. Bọn này chắc chui hết vào hầm tránh đạn pháo. Máy bay LI-9 của ta bay vè vè trinh sát trên đầu. Lát đã thấy pháo cao xạ của chúng bắn đuổi máy bay. Những tiếng nổ lục bục tạo thành những đốm mây trắng nhỏ trên trời. Hướng trung đoàn 273 được điều động 8 xe tăng thiết giáp, kết hợp tấn công cùng bộ binh. Pháo binh cấp tập khoảng 20 phút vào trong sâu, cũng không thấy pháo Pol Pot bắn nữa. Nhưng cối 82 ly của chúng cùng DKZ bắn cầu vòng từ bên kia núi vẫn CAP tập đều nổ rầm rầm vào đội hình bộ binh ta. Bọn này hiểm độc. Chúng đặt trận địa cối và DKZ sau núi. Quả là lợi hại. Chúng tạo được góc chết. Nên pháo binh của mình phản pháo nó rất khó. Trận địa cối 120 ly của trung đoàn cũng bắn phản vào phía sau núi, tìm diệt trận địa cối của Pol Pot. Nhưng hiệu quả cũng không cao. Theo hợp đồng là có máy bay tham chiến diệt các mục tiêu hỗ trợ bộ binh nhưng không hiểu sao chỉ thấy máy bay trinh sát mà không thấy máy bay chiến đấu ném bom vào trận. Cho đến bây giờ, anh em chúng tôi cũng vẫn thắc mắc sao không thấy máy bay tham chiến mà cũng vẫn không được nghe lời giải thích thấu đáo từ cấp trên. Có lẽ phương án sử dụng máy bay chiến đấu chỉ khi nào cuộc chiến đấu vào giai đoạn gay cấn nhất, bộ binh không thể tiến lên chiếm mục tiêu được. Lúc này đã gần 8 giờ sáng xe tăng thiết giáp cũng đã cơ động đến khu vực tấn công của tiểu đoàn. Đồng chí trụ, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1, với một liên lạc cùng đồng chí trợ lý tác chiến tiểu đoàn, rời vị trí của tiểu đoàn lên đốc chiến cùng đại đội 3. Trong lúc địch dừng bắn, tránh đạn pháo của ta, các lực lượng cứu thương đã nhanh chóng chuyển anh em thương binh, liệt sĩ về phía sau. Nhưng chưa đến 8 giờ mà số thương vong quá nhiều. Vận tải ưu tiên đưa số anh em bị thương ra trước số anh em bị thương nhẹ thì được băng bó. Số anh em còn đi được thì tự lui về hay một đồng chí vận tải dìu hai người về trạm phẫu thuật. Lệnh sung phong, tiếng thét sung trận lại vang trời. Các loại hỏa lực của tăng thiết giáp cùng hỏa lực của bộ binh đồng loạt phụt đạn vào các mục tiêu. Anh em bộ binh ảo ảo xông lên thật dũng mãnh. Mũi đại đội 3 là mũi đột kích của của tiểu đoàn 1. Đồng chí trụ lại vẫn như là người đại đội trưởng đương nhiệm, hò hét. Đôn đốc anh em tiến công, đội hình tiến công được khoảng hơn trăm mét. Bất ngờ, các loại súng của bọn Pol Pot lại phản ứng điên cuồng. Đang lao lên, đồng chí trụ khựng lại rồi ngã về phía trước, khẩu K-54 tuột khỏi tay. Một viên đạn thẳng đã xuyên từ phía ngực trái ra sau lưng anh trụ. Đồng chí y tá chạy lại, vội băng vết thương, nhưng viên đạn thù trúng chỗ hiểm. Tiểu đoàn phó trụ, người chỉ huy dũng cảm đã anh dũng hy sinh. Anh hy sinh trong tư thế tiến công địch hình ảnh ấy không bao giờ quên trong chúng tôi. Tiểu đoàn 3 cũng báo về sở chỉ huy đồng chí Tô Quang Phụ, tiểu đoàn phó bị thương nặng. Bọn Pol Pot vẫn điên cuồng chống trả, xả đạn vào đội hình tiến công của ta, một xe tăng, một xe bọc thép trúng đạn. Đội hình tiến công của ta lại không lại không phát triển lên được. Trước tình hình đó, sư đoàn điều hai khẩu pháo 85 ly, bắn thẳng vào các mục tiêu phòng thủ của Pol Pot. Bộ binh lại tiếp tục xung phong quyết chiếm được tuyến phòng thủ chân núi của chúng. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1 đã chiếm được những hố chiến đấu ngoài của tuyến phòng thủ số 1. Xác địch giải rác khắp nơi. Khẩu 12,7 ly trồng chờ cong queo, ba thằng lính Pol Pot chết vắt vẻo ba tư thế khác nhau. Nhưng anh em ta thương vong cũng nhiều. Bọn địch rút hết lên tuyến phòng thủ số 2 theo các đường thông hào, điên cuồng chống trả. Lực lượng tiến công của ta không thể phát triển lên được nữa. Lúc này đã gần trưa. Hướng tiểu đoàn 2 luồn theo mép nước đánh lên, vẫn gặp khó khăn, không thực hiện được kế hoạch tác chiến. Bọn Pol Pot đã dùng cả đạn cháy, hay vì lý do gì cả cánh rừng tràm hướng tiểu đoàn 2 bị cháy. Lửa khói bùng lên dữ dội, tạt về hướng tiểu đoàn 2. Anh em vừa lo tránh đạn vừa lại phải di chuyển dập lửa vô cùng khó khăn. Tiểu đoàn 2 phải nhanh chóng rời khỏi khu vực cháy lùi về phía sau. Gần trưa, tiếng súng bộ binh của cả hai bên đã tạm yên. Lúc này chỉ còn tiếng pháo và cuối của ta và địch bắn phần nhau, hỗ trợ cho bộ binh giữ trận địa ở những nơi đã chiếm được. Đến tối các đơn vị được lệnh tìm kiếm hết các thương binh, liệt sĩ rồi tổ chức rời khỏi trận địa về lại nơi tập kết. Kết thúc một ngày chiến đấu vô cùng khốc liệt, thiệt hại, thương vong nhiều, mà chưa thực hiện được mục tiêu đề ra. Từ khi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, sư đoàn 341 luôn là sư đoàn chủ lực, cơ động của quân đoàn 4, có trình độ tác chiến trình độ chỉ huy, ý chí, sức mạnh chiến đấu rất cao. Những nơi khó khăn nhất của cuộc chiến đều được điều động đến để cùng bộ đội địa phương quân khu 7, quân khu 9 hay cùng các đơn vị khác tham gia chiến đấu nhằm tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch. Đỉnh cao trong các trận chiến đấu và chiến thắng là thu được hai khẩu pháo 105 ly của Pol Pot. Dập tắt ý chí ngông cuồng của bè lũ Pol Pot Yên Sari là sẽ tiến công chiếm Biến Cầu và thị xã Tây Ninh. Chúng còn âm mưu đánh chiếm huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp đặc biệt nữa là đã cùng sư đoàn 330 quân khu 9, kết hợp với tăng thiết giáp, không quân, hải quân đánh địch, lập chiến công và chiến thắng lẫy lừng. Chúng ta đã đánh tan tác, diệt gọn kẻ địch ở Phú Cường, cùng hai xã Khánh An, Khánh Bình của tỉnh An Giang. Uy thế của sư đoàn ngày càng cao, càng được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của nhân dân, của chính quyền các tỉnh biên giới Tây Nam. Trong trận chiến giải phóng Hà Tiên, tuy rằng ở đây ta đánh địch trong địa hình vô cùng hiểm trở bất lợi song với ý chí quyết tâm cao chúng ta đã đánh cho bọn pol pot phải khiếp sợ ta đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch tuy rằng một số mục tiêu của kế hoạch đề ra chưa hoàn thành nhưng những gì chúng ta đã chiến đấu thể hiện nói lên được ý chí chiến đấu hào hùng của quân đội ta làm cho bọn giặc pol pot gian ác phải từ bỏ những ý đồ đen tối ngông cuồng của chúng về phía ta từ khi tham gia chiến trường biên giới tây nam phải tham chiến nhiều liên tục triền miên, phải cơ động rất nhiều. Và cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ. Thiếu thốn nhưng hầu như các trận chiến của sư đoàn 341 tham gia đều chiến thắng vượt mức kế hoạch, vượt chỉ tiêu. Riêng trận chiến tại đây, sư đoàn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Anh em cán bộ, chiến sĩ thương vong, tổn thất nhiều nên từ người chỉ huy cao nhất là sư đoàn trưởng vũ cao đến các chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, cùng các anh em cán bộ, chiến sĩ nói chung là không vui mọi người coi đây là một trận chiến, món nợ đang còn giang dở. Tất cả đều thầm hứa, sẽ phải giáng cho bọn Pol Pot ở đây những đòn đau hơn nữa. Chiều tối ngày 8 tháng 4, tất cả các đồng chí trợ lý, cùng cán bộ phục vụ phía sau đều phải tham gia, giải quyết chiến trường, tìm kiếm, quy tụ các anh em hy sinh, bị thương trong chiến đấu hay còn thất lạc. Việc tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn vì trời tối, vì bãi mìn còn nhiều. Nhất là hướng tiểu đoàn 2, còn bị lửa cháy nên một số anh em bị thương không chạy lửa kịp dừng cháy tất cả như là một màu đen trong đêm đen lại càng khó khăn trong việc tìm kiếm nhưng với trách nhiệm cao lòng yêu thương đồng đội vô bờ bến rất nhiều anh em đã được tìm thấy được đưa về yên nghỉ trong vòng tay yêu quý nơi đất mẹ với tổ quốc kính yêu tất cả các đơn vị lại bắt tay ngay vào củng cố tổ chức củng cố ý chí cho bộ đội các cấp chỉ huy họp hành rút kinh nghiệm trận đánh cơ quan tham mưu tác chiến sư đoàn trung đoàn lại tiếp tục lập phương án mới tiến công tiêu diệt địch mọi việc cho trận đánh mới được chuẩn bị hết sức khẩn trương và bí mật từng đại đội từng chiến sĩ đã được học tập quán triệt ý nghĩa và thời cơ của trận đánh này chúng ta tổ chức đánh sớm ngày nào tốt ngày ấy vì tận dụng được yếu tố bất ngờ bọn pol pot tưởng ta sau trận chiến khốc liệt sẽ phải củng cố nghỉ ngơi dài vì đã mệt sức chính vì lý do lớn đó nên ban chỉ huy sư đoàn đôn đốc các đơn vị quán triệt động viên anh em cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống của đơn vị truyền thống của quân đội nhân dân việt nam anh hùng và cao hơn nữa là truyền thống đánh giặc chống ngoại xâm của cha ông ta dân tộc ta vì độc lập vì tự do của đất nước nhất là ngày nay chúng ta là bộ đội cụ hồ truyền thống đó ngày càng được phát huy hơn tỏa sáng hơn nữa lúc này chúng ta đã hiểu cuộc chiến này không phải là mâu thuẫn nhỏ về tranh chấp biên giới đơn thuần nữa, sâu xa là do sự phản bội của tập đoàn phản động Pol Pot, Ieng Sari. sau lưng chúng là chủ nghĩa bành trướng. Vì thế, chúng ta giờ đây phải xác định rõ kẻ thù của nhân dân, của đất nước, của dân tộc trong giai đoạn mới mà bọn Pol Pot chỉ là tên lính xung kích. Qua học tập chính trị, tinh thần cán bộ, chiến sĩ lại được nâng cao, những mất mát hy sinh của đồng chí, đồng đội là việc phải có trong chiến tranh. Sự đổ máu này, hy sinh này sẽ được khắc ghi trong sử vàng, cứu nước, giữ nước của dân tộc ta. Qua học tập, những nặng nề sau trận đánh ngày 8 tháng 4 như được giải tỏa. Cán bộ, chiến sĩ lại gấp rút chuẩn bị tác chiến bổ sung trang thiết bị đạn dược. Riêng về quân số thì sử dụng lực lượng hiện có, động viên một số anh em phía sau phục vụ chiến đấu về các đơn vị trực tiếp chiến đấu một số anh em trận trước bị ốm, nay nếu khỏi thì cũng được động viên tham chiến nên quân số so với trận trước cũng không chênh lệch quá nhiều. Mục tiêu trận đánh này không rộng như trước mà chủ yếu là tập trung đánh, tiêu diệt địch ở hai điểm cao lục sơn, úp Còn mục tiêu thị vạn, địa tạng thì chủ yếu dùng pháo binh chế áp. Về cách đánh vẫn theo phương án mật tập, tới vị trí thuận lợi và đợi giờ gờ. Đội hình tấn công của các đơn vị cùng xe tăng, xe thiết giáp quyết tâm phải tiêu diệt chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của Pol Pot. Nếu có cơ hội thì tiến công làm chủ các điểm cao. Giờ G được ấn định là 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 1978 tức là sau trận đánh trước 4 ngày. Đây thật sự là một quyết tâm cao. Một đòn đánh táo bạo, bất ngờ của ta dành cho bọn Pol Pot. Mọi chuẩn bị được báo cáo đã nhanh chóng hoàn tất. Giờ G đang tới dần đúng 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 1978 tất cả các trận địa pháo của sư đoàn của quân khu 9 lại dồn dập chút đạn xuống các trận địa của địch. Do đã rút kinh nghiệm trận đánh trước nên lần này pháo binh, chỉnh điểm bắn trần từ dưới chân núi của các cao điểm lên trên. Trong lúc pháo chuyển làn, thì bộ binh cùng tăng thiết giáp dũng mãnh lao lên, tiến công địch. Mỗi trung đoàn, sử dụng hai tiểu đoàn làm hai mũi đột kích, còn một tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Trung đoàn 273 sử dụng tiểu đoàn 1 và 3 là hai mũi tiến công. Tiểu đoàn 2 làm dự bị. Trước sự tiến công dũng mãnh của bộ đội, mũi tiến công của tiểu đoàn 3 đến 6 giờ 30 phút đã chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của địch. Đại đội 3, tiểu đoàn 1 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nguyễn Văn Phô là mũi nhọn dũng mạnh tiến công, cũng đã nhanh chóng chiếm được tuyến phòng thủ ngoài. Mọi người nhanh chóng cũng cố hầm hào chốt lại luôn vị trí để làm bàn đạp cho các đại đội đánh phát triển mở rộng rút kinh nghiệm trận trước Trận này, xe tăng xe thiết giáp chỉ tấn công theo bộ binh một đoạn rồi dừng lại dùng hỏa lực chỉnh bắn các mục tiêu các ổ đề kháng của Pol Pot hỗ trợ cho bộ binh rất hiệu quả Như vậy, tăng thiết giáp cũng tránh né được vũ khí chống tăng B40 B41 của địch Với cách đánh này, tăng thiết giáp phát huy được hỏa lực mạnh của mình Đến 8 giờ sáng các mục tiêu của kế hoạch được hoàn thành xác địch nằm chết ngổn ngang dọc các bờ công sự chiến đấu trên các thông hào lên tuyến phòng thủ trên cao bàng hoàng trước sự tấn công của ta bọn pol pot từ tuyến phòng thủ một rút lên tuyến phòng thủ hai bắt đầu chống trả quyết liệt các loại pháo của chúng ở phía sau cũng bắt đầu đã phát hỏa chi viện hỗ trợ cho bọn chốt phía trước chúng cũng sử dụng các điểm đạt pháo khác nhau nhưng cũng bắn tập trung vào các mục tiêu và vào các trận địa ta vừa chiếm được. Nhưng điểm nổ vượt tầm vào khu vực bãi trống cũng nhiều. Nghe đạn nổ đầu nòng ở các phía, thấy chúng cũng giỏi phân tán hỏa khí. Theo cách dùng binh rất bài bản là hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung. Anh em lợi dụng được hầm hào của bọn địch, nhưng đều phải đào đắp, chỉnh sửa để quay lại hướng xả kích. Một số anh em bị thương, hy sinh khi sung phong được nhanh chóng chuyển về phía sau một số anh em mới bị thương do pháo cối, thì tạm thời được băng bó sơ cứu tại chỗ chưa đưa về sau ngay được, vì bọn địch đang mưa đạn khắp các nơi. Chắc chúng nghĩ là có bộ đội mình ở khu vực bãi trống và rừng tràm như lần trước nên bắn dữ dội chăng. Việc địch bắn đã cản trở đường truyền thương của anh em về trạm phấu. Khoảng 9 giờ 30 phút lệnh tiến công đánh chiến tuyến phòng thủ 2 của Pol Pot, từ những vị trí của tuyến phòng thủ một các chiến sĩ lại bật lên khỏi công sự tiến công tiếng hô xung phong lại văng dậy nhưng do địa hình hiểm trở độ dốc cao không phù hợp với tiến công ồ ạt bọn địch ở trên cao chúng có địa thế vị trí phòng thủ vô cùng thuận lợi điên cuồng chống trà chúng xả đạn vào đội hình tiến công của ta bọn pháo cối phía sau cũng đã hiệu trình tầm bắn chúng cố chặn được đợt tiến công của các đơn vị các mũi tiến công của ta khựng lại anh em lợi dụng thông hào và hầm hố ẩn nấp tránh đạn rồi rút về tuyến phòng thủ một trước đây của lính Pol Pot. Pháo binh của sư đoàn tìm bắn phản pháo vào các trận địa pháo cối của địch ở phòng tuyến phía sau của chúng. Trong lúc các trận địa pháo của chúng bị khống chế, các đơn vị nhanh chóng đưa anh em thương binh, liệt sĩ về sau. Tổ chức rút dần lực lượng về chốt tại biên giới. Đúng 15 giờ pháo binh, cả pháo cao xạ 37 ly hai nòng, đồng loạt bắn phá vào các tuyến phòng thủ 2, ba của Pol Pot, ghim đầu chúng xuống, để cho các mũi tiến công của ta nhanh chóng rời khỏi trận địa. Kết thúc trận tiến công chấp nhoáng, gây cho địch nhiều tổn thất và bất ngờ. Bất ngờ khi bị tiến công, bất ngờ khi bộ đội ta rời khỏi trận địa. Trận đánh này, trận thắng này của ta làm cho bọn Pol Pot vô cùng cây cú. Chúng dùng pháo, cối và cả đê -ca -rét bắn cầu vòng sang Hà Tiên liên tục. Chúng ta cũng dùng pháo, cối đáp trả rất áp đảo làm cho bọn địch càng thất bại nặng nề hơn. Mấy ngày tiếp theo, ngoài lực lượng chốt, đại quân của sư đoàn rút sang bên kia sông, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Trong mấy ngày tiếp theo, chiến sự hai bên vẫn ở thế đấu pháo cuối qua lại. Trong một lần đấu cuối 82 ly với bọn tôn tốt, khẩu đội cuối của tiểu đoàn 3 bị trường hợp không phóng được đạn, anh em làm các động tác xử lý đạn không phóng, vẫn không có hiệu quả. Trung đội trưởng, chuẩn lý Bùi Minh giảm sốt ruột, ghé mắt và nòng súng nhìn quả đạn. Đúng lúc đó thì hoàng, quả đạn phóng lên, khuôn mặt đồng chí Giảng không còn nguyên vẹn. Trái đạn đã mang theo máu và thịt ra anh bay lên trời cao rồi nổ nơi trận địa quân thủ. Đồng chí giảng đã hy sinh trong tức thương. Anh ngã xuống trong vòng tay của đồng đội. Đồng chí giảng là lớp lính 1972, quê xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Lúc này, tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Tây Ninh lại vô cùng ác liệt bọn Pol Pot đã đưa nhiều sư đoàn dự bị chiến lược ra áp sát biên giới Tây Ninh. Khu vực đường số 1 huyện Bến Cầu đến đường 24 từ Bến Sỏi sang. Các sư đoàn 7 và sư đoàn 9 cùng các đơn vị của tỉnh đội Tây Ninh chống đỡ rất khó khăn. Chúng vẫn với suy nghĩ ngông cuồng là sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu, Châu Thành làm bàn đạp tấn công thị xã Tây Ninh. Sư đoàn được lệnh lật cánh, quay lại biên giới Tây Nam hướng Tây Ninh. Trung đoàn 266 ở lại bảo vệ thị xã Hà Tiên thay cho trung đoàn 270. Hà Tiên, mảnh đất địa danh đẹp tuyệt vời. Núi non, sông nước, biển xanh, hòa quyện cùng đê tê trời bao la, tạo nên vẻ đẹp mê hồn đắm say lòng người. Ngồi trên xe, qua những vùng đất, những nghĩa trang liệt sĩ nhìn những nấm mồ đất mới. Trong tôi như vang lên câu hát, Hà Tiên mến yêu đẹp như sứ thơ, xa cách tôi còn nhớ. Vâng, chúng tôi nhớ, rất nhớ vẻ đẹp mê hồn của Hà Tiên nhớ hang thạch động, nhớ bãi biển mũi nai, nhớ lăng mặc cửu, nhớ những trận đánh hào hùng và bi tráng, nhớ, rất nhớ và không thể nào nguôi tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot Yeng Sari đã tàn sát dân lành của ta ở vùng biên giới Việt Nam. Tôi nhớ, rất nhớ các anh em, đồng đội tôi nằm đây, gần 300 nấm mồ cỏ non chưa nhú. Các anh sinh ra và lớn lên ở khắp mọi miền đất nước, đã về đây diệt quân thủ đã anh dũng hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ non sông đất nước ở nơi vùng đất cực tây của tổ quốc. Các anh nằm đây trong vòng tay của đất mẹ kính yêu, có trời cao trong xanh, biển vỗ sóng ngày đêm như lời du của mẹ. Dù những đứa con hiếu thảo, những anh hùng liệt sĩ cua tổ quốc vào giấc ngủ ngàn thu, các anh yên nghỉ. Xin gửi tới các anh vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm để tưởng nhớ và chia xa các anh. Chúng tôi lại đi, lại đi tiếp chặng đường binh nghiệp đang còn dang dở chúng tôi sẽ đến những nơi còn bóng quân thù. Năm 2005, sau 27 năm, tôi mới có dịp cùng vợ và cùng một số gia đình anh em đồng đội quay lại thăm Hà Tiên. Đến những vùng đất xưa, đất đã hồi sinh, những thế hệ mới đã trưởng thành. Nhịp sống sôi động, cửa khẩu xa xía đông đúc người qua lại bán mua. Đứng ngắm nhìn cảnh vật đất trời, tôi như vẫn thấy vang rền tiếng súng trận, tiếng hô sung phong và trận chiến hào hùng nơi đây. Trời vẫn thế, đất vẫn thế, núi đồi vẫn thế, biển vẫn xanh, cảnh vẫn đẹp, sóng vẫn xô bờ. Những ngôi mộ các anh đã được xây đắp, khang trang sạch sẽ. Tôi đọc tên từng người trên bia mộ, mà như thấy lần lượt các anh hiện về. Các anh vẫn trẻ trung hùng tráng như ngày nào. Các anh sống mãi, trẻ mãi với thời gian, với non sông đất nước. Còn chúng tôi đã già, tóc đều đã bạc hoa dâm, màu của gió xương, phong trần. Dù cuộc sống có phong ba, có chìm nổi thế nào, chúng tôi vẫn sống như ngày xưa, cùng các anh đã từng sống, để góp phần dựng xây nước non vũng bền. Tôi, người lính chiến cùng sư đoàn với các anh đang viết những dòng hồi ức này, lời này là để được trân trọng thay mặt các anh em đồng đội đang sống, cùng những người đang sống. Gửi tới các anh vòng hoa tươi, nén hưng trầm lời tri ân để tưởng nhớ các anh, với lòng nhớ nhung và biết ơn vô bờ biến toàn bộ đội hình sư đoàn thiếu trung đoàn 266 trở lại địa bàn quen thuộc Tây Ninh. Sau hơn 4 tháng rong ruổi đánh địch dọc biên giới, xuống tận Hà Tiên, Kiên Giang, trở lại Tây Ninh khi mà tình hình chiến sự ở đây đang vô cùng phức tạp. Các sư đoàn 9, sư đoàn 7 cùng các lực lượng bộ đội địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn để chống trả những trận tập kích mạnh mẽ điên cuồng của địch. Bọn Pol Pot đã tung vào hướng này. Các sư đoàn dự bị thiện chiến chúng vẫn hy vọng Mông cuồng sử dụng chiến thuật bù bám, lấn rũi, chọc phá, tấn công đối phương, gây tình hình biên giới và cho ta căng thẳng. Chúng có ý định lớn là sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu và Châu Thành, Tây Ninh làm bàn đạp vượt sông Vàm Cỏ, tấn công chiếm thị xã Tây Ninh. Lúc này, tình hình và dư luận quốc tế vẫn đang bất lợi cho ta. Chúng được bọn quan thầy bành trướng đứng sau, làm hậu thuẫn và kích động. Chúng vừa ăn cướp, vừa la làng, vu khống ta lấn chiếm chúng một số nước kể cả có nước trong phe xã hội chủ nghĩa cũng đã tin lời la làng của pol pot góp ý với ta không nên bắt nạt nước bé như vậy một số quan sát viên quốc tế được chúng gióng dựng cũng đã tới các vùng miền biên giới để kiểm chứng vì vậy chúng ta cũng không thực hiện được ý định trả chiến tranh sang đất địch nữa được đà nhất là lại thấy dọc tuyến biên giới các lực lượng vũ trang của ta đã rút hết về đúng mốc biên giới chốt chặn chúng lại càng tin là sức mạnh của chúng là vô địch chúng tăng cường áp sát biên giới chọc phá, tập kích ta liên tục. Chúng ta ở vị thế thụ động, tuyến biên giới thì dài, nên đúng là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí chúng dùng những phân đội nhỏ, đêm đêm, luồn lách giữa đội hình của hai trung đội chốt, bò vào phục kích, bắn loạn xả. Sư đoàn vẫn tổ chức họp quân chính theo kế hoạch lúc 8 giờ sáng, để rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23 như đã nói ở trên. Sư đoàn cũng lần trần trong việc dùng pháo bắn hỗ trợ, để tiểu đoàn một tự giải quyết. Khi tiểu đoàn một và trung đoàn tổ chức cho vận tải và xe cứu thương lên Pavet một lấy thương binh, thời gian đã quá trưa. Đang trên đường đi chuyển thương về phía sau thì bị Pol Pot phục kích bắn cháy xe. Rất may đồng chí Hồng, lái xe, cùng một y sĩ, một vận tải nhảy ra được khỏi xe. Đồng chí Hồng bị thương vào cánh tay. Ba đồng chí chạy ngược về Pavet 2. Địch bắn đuổi nhưng không ai việc gì địch đã điều khoảng một trung đội đánh bọc hậu chia cách hai phun, hòng cô lập Pavet một. Tin về giữa lúc hội nghị quân chính toàn sư đoàn đang họp, đồng chí sư trưởng Vũ Cao đã nhanh chóng kết luận là ta đã dùng búa tạ đập ruồi, có thể một số ruồi đã bâu lại. Cán bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 nhận lệnh nhanh chóng về chỉ huy chiến đấu. Trở lại tình hình đang diễn ra ở Pavet 1. Lúc gần trưa, đại đội 2 đã điều được hai trung đội lên tăng cường cho đại đội 3. Vận tải đã chuyển thêm đạn, cơm nắm, nước uống cho anh em, thương binh, liệt sĩ đã chuyển hết về sau. Được tiếp thêm sức mạnh, lính đại đội ba hồ hởi hẳn lên, vừa ăn cơm vừa thay nhau canh gác và sửa sang lại hầm hào. Chống trả gần chục lần tập kích của địch suốt từ đêm nên anh em rất mệt. Thương và vong cũng nhiều. Ban chỉ huy đại đội chia nhau xuống các trung đội động viên, ủy lão anh em. Và thông báo nhận định của trên là địch sẽ còn tập kích tiếp để tiêu hao lực lượng của ta có thể đợi tối sẽ tổng tấn công chiếm lại Pavet 1. Tình hình tiếp diễn sẽ còn rất căng thẳng và ác liệt. Anh em phải nâng cao ý chí chiến đấu và cảnh giác hơn nữa, chủ động đánh phủ đầu địch, khi có điều kiện thì xung phong truy kích địch. Đúng như nhận định của trên, bọn Pol Pot vẫn tăng cường lấn rũi, đánh bọc từ hướng đông đông bắc, hướng của trung đội 1, đại đội 1 tăng cường. Nhưng chúng không giữ được bí mật, vì anh em đã cảnh giác khi chúng bắn cháy xe cứu thương đã chỉnh lại đội hình phòng ngự và hướng chiến đấu, xác định chung quanh đều có địch. Bọn Pol Pot lại chô chô đứng lên phóng B-40, B-41 bắn mấy loạt AK rồi lại chạy. Phải đánh đuổi bọn này. Đại đội hội ý rồi điều trung đội đồng chí Nguyễn Duy Trinh, quê Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình, đang chốt hướng Bắc, Tây Bắc. Men theo dìa làng đánh vận động lên đường số 1 đánh tạt sườn, kết hợp cùng trung đội chốt đại đội một đánh đuổi lực lượng bọc hậu của địch. Bọn Pol Pot bắn trả vài loạt rồi tháo chạy. Hành lang về Pavet 2 lại được thông. Sau khi vận động xung phong vượt lên mặt đường, Trung đội trưởng Nguyễn Duy Trinh trúng đạn hy sinh. Các hướng chốt địch vẫn dùng thủ đoạn tấn công lấn rũi, nhưng không dám bò vào gần nữa. Như vậy, quân ta đã đánh bật 19 lần tập kích tấn công của Trung đoàn 182. Sư đoàn 3 quân khu Đông Bắc của Pol Pot Hồng chiếm các khu vực trọng yếu làm bàn đạp, giữ vững trận địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt hàng trăm tên thu được một số súng. Về phía ta hy sinh tám đồng chí, có hai trung đội trưởng, đồng chí Phơn và đồng chí Trinh. Hai tiểu đội trưởng, bị thương hơn 20 người trong đó có đồng chí Tiến Trung đội trưởng. Bị hỏng một khẩu 12,7 ly, cháy một xe cứu thương. Đến 15 giờ trận địa đã tạm yên tiếng súng. Xong qua đài quan sát và đài kỹ thuật, ta phát hiện địch đang tập trung rất đông ở ba hướng, khoảng hai tiểu đoàn Bọn này chuẩn bị đợi tối sẽ tổng công kích Pavet 1. Nắm được ý đồ của Pol Pot, tiểu đoàn xin pháo bắn chi viện và điều nốt số quân của đại đội 2, đại đội 1 cùng đại đội 4 hỏa lực. Hướng làng tốc sẽ dùng hai đại đội của tiểu đoàn 3 là đại đội 9 và đại đội 10 cùng anh em chốt ở đại đội 3 chuẩn bị vận động công kích Pol Pot. Sau khi tiền nhập vào vị trí, pháo binh trung đoàn, sứ đoàn bắn hỗ trợ, các đơn vị xung phong vận động phản kích địch. Bọn địch chạy tán loạn, các đơn vị đã đánh rộng ra khỏi pha vét một và trục đường số một khoảng gần một cây số thì được lệnh dừng lại. Nhưng thấy ta dừng lại thì bọn Pol Pot cũng dừng chạy. Chúng như giữ khoảng cách đeo bám ta. Ban chỉ huy đại đội 3 cùng trung đội tôi xuất kích hướng Nam, Đông Nam đường bèn xin pháo bắn đuổi địch. Mấy loạt pháo nổ ầm ầm gần sát quân ta. Anh trụ, đại đội trưởng, yêu cầu ăn tầm bắn. Đạn pháo 105 ly của sư đoàn lại nổ càng gần quân ta hơn, mảnh đạn pháo bay rào rào, suy nghĩ rất nhanh, tôi chạy đến nói với anh trụ là, anh chỉnh tăng tầm là vào hướng mình rồi, anh phải nói là bắn sang trái 100 mét, tầm bắn không thay đổi. Tôi giải thích nhanh vì hướng pháo và hướng anh em ta tấn công vuông nhau nên mình nói tăng tầm là vào mình mà phải chỉnh sang trái mới vào được khu vực của Pol Pot. Mấy luật pháo sau đã trúng mục tiêu cần bắn. Ta được lệnh khẩn trương rời khỏi trận địa, thu dọn chiến trường, nhặt súng của Pol Pot và nhanh chóng rút về chốt ở biên giới sau khi rút về biên giới, đội hình được bố trí như sau. Tiểu đoàn 1 được trung đoàn tăng cường thêm 2 khẩu d của đại đội 15, 1 khẩu 12,7 ly của đại đội 16. Đại đội 1 chốt ở hướng đông bắc đường số 1, đại đội 2 chốt hướng tây bắc đường số 1 cùng các hỏa lực tăng cường. Đại đội 3 lùi về sau tạm nghỉ ngơi, làm công tác tổ chức giúp kinh nghiệm trận đánh, bổ sung quân số và làm nhiệm vụ dự bị. Tiểu đoàn 2 mới được điều từ dầu dây, Long Khánh lên vào chốt thay cho tiểu đoàn 3 ở Tốc Xé, Tiên Thuận. Tiểu đoàn 3 được rút về làm lực lượng cơ động của sư đoàn. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 266 vẫn chốt giữ ở vị trí cũ đối diện rừng thốt nốt, gần giáp đại đội 1, tiểu đoàn 1. Mấy ngày tiếp theo tình hình nơi đây tương đối yên tĩnh, nhưng chúng đã đông quân lên giáp biên giới rất đông. Đêm 28 đến ngày 30 tháng 10, đại đội 1 và 2 đều bắt sống được hai nhóm trinh sát của Pol Pot chúng không mang vũ khí, tay sách mấy con cá, đi chân đất giả làm dân thường mò sang trinh sát khu vực của ta. Lần đầu tiên được ngắm nhìn lính Pol Pot, thằng nào thằng nấy to vàm, da đen, mắt trắng giá trông thật dữ tợn. Hỏi gì chúng cũng nghe răng ra cười, da đen mà sao răng của chúng lại trắng và điều thế. Tôi chợt nhớ tới ngày đầu vào Sài Gòn thấy biển quảng cáo trên một loại kem đánh răng có hình người da màu cười, khoe hàm răng đều tắp, chóng mốt nhưng da của bọn lính Pol Pot này không phải đen hẳn, mà trông xìn xìn cáu bẩn đến ghê sợ, hình như lâu ngày không tắm rửa. Chợt so sánh với sức góp nó thế kia chắc nếu tay đôi thì mình không ổn. Vì thời đó tôi chỉ có 48kg. Sau khi khai thác, được biết chúng vẫn không từ bỏ ý đồ đánh chiếm bến cầu. Đó là thâm ý ngông cuồng của bè lũ xâm lược Pol Pot, Yên Sari. Quân đoàn giao nhiệm vụ cho sư đoàn chủ động đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của Pol Pot tất cả các đơn vị lại khẩn trương làm nhiệm vụ chuẩn bị tác chiến. Lần này ý thức của mọi người đã khác hẳn. Tư tưởng của anh em đã được ổn định, vì đã được học tập và thông báo về tình hình nhiệm vụ thật cụ thể, không còn mơ hồ coi thường địch nữa. Và cũng đã được xác định 15 ngày đi biên giới như dự định là không thực hiện được, do âm mưu xảo quyệt của Pol Pot và bè lũ phản động bành trướng xúi dục, giật dây gây lên cuộc chiến tranh biên giới. Tư tưởng của ta đã thông đã xác định được mục tiêu của kẻ thù nên tóc phong. Bản lĩnh của mọi người như được bừng lên và tỏa sáng. Tôi được chính trị viên mận gọi lên giao nhiệm vụ làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10 của đại đội 3. Tôi đã định không nhận, với lý do sức khỏe tôi thuộc loại B2, tương đương với loại 2, nghĩa là thuộc loại có thể xuất ngũ hoặc phục viên về địa phương. Nhưng trong tình hình hiện tại, tôi vẫn tham gia chiến dẫu, lẽ nào người lính khi được giao nhiệm vụ lại từ chối nhất là khi trước mặt địch đang xâm chiếm đất đai tổ quốc. Nghĩ thế, tôi nhận lời. Anh Mận cho biết thêm, về làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10, đại đội 3 là đơn vị cuối 60 ly, để thay cho đồng chí khoát về học cao đẳng mỹ thuật Sài Gòn. Tôi từng là tiểu đội phó tiểu đội 10 này từ ngày đầu thành lập đơn vị. Có điều là nay tôi được lên chức tiểu đội trưởng. Nghĩ vậy tôi không nhịn được cười. Tiểu đội 10 vẫn không thay đổi so với trước, trừ hai đồng chí được ra quân. Đồng chí Nguyễn Duy Đôi, quê Thị Thanh, Thái Thụy, Thái Bình và đồng chí Lê Văn Chính, quê An Đồng, Hưng Hà, Thái Bình. Cùng tổ ba người với tôi cũ thì cả hai đồng chí đã hy sinh khi chốt ở đường số 13 thời kháng chiến chống Mỹ. Tiểu đội phó tên là Dự, quê ở Thanh Hóa và mấy anh em nữa tổ chức liên hoan cho tôi thật lớn có đủ các món thịt gà, thịt lợn, thịt trâu và rượu thì thật vô tư. Tôi gầy nặng có 48 kg nhưng cái khoản rượu thì có thể đọ với dân anh hai được. Ban chỉ huy đại đội cùng xuống chung vui. Anh tiến chính trị viên người dân tộc Mường, quê Thanh Hóa thật là mừng khi tôi trở về đại đội. Năm 1974, anh Tiến là người giới thiệu và đảm bảo lý lịch cho tôi vào đảng. Nên anh em rất hiểu và quý mến nhau, mãi hơn 8 giờ tối. Bữa tiệc liên hoan mới kết thúc, đó cũng là bữa tiệc để lại dấu ấn không thể quên trong đời binh nghiệp của mình ngày 4 tháng 11, địch cho quân tiến công vào bến cầu từ nhiều hướng. Trung đoàn 153 của Pol Pot khiêu khích vào các trận địa chốt của tiểu đoàn 1 ở hướng Mộc Bài. Chúng dùng khoảng một đại đội luồn vào phía đông bắc rừng thốt nốt chia cách giữa tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9. Khoảng 11 giờ, sư đoàn 3 của địch tăng cường lực lượng vào khu vực rừng thốt nốt ngày càng đông. Trước trận địa của tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 9 đã có khoảng 5 tiểu đoàn của Pol Pot. Chúng bắt đầu lại điệp khúc lấn rũi, theo chỉ đạo tiểu đoàn 9 để lại một lực lượng nhỏ như địch, còn đại bộ phần tiểu đoàn lùi dần về chuẩn bị xuất kích. Đại đội 3 đã nâng đội hình lên đồn biên phòng. Tôi bố trí hai khẩu cối 60 ly ngay trong sân đồn. Bên ngoài là lớp lớp anh em bộ binh đang trong tư thế chốt và đợi lệnh vận động phản kích. Vị trí đồn biên phòng cao hơn phía địch nhiều. Nhìn những đoàn lính Pol Pot tiến về phía rừng thốt nốt như những mảng đen di động trên cánh đồng lúa chín vàng thật rõ. Tôi quan sát đo cự ly từ đây ra chỗ chúng khoảng hơn một cây số, ôi hồ anh em chuẩn bị phần tử bắn. Với tôi thì thức tầm, cự ly, li, liều bắn dù xa tiểu đội cuối mấy năm tôi vẫn nhớ, vẫn thuộc vành vách. Hồi ở quân khu 4 tôi đã được cử đi thi bắn đạn thật cuối 60 ly và đạt được thành tích cao. Ngay cạnh trận địa cuối là đài quan sát của sư đoàn. Tôi thấy trung tá thuật, tham mưu phó sư đoàn, đang theo dõi diễn biến của địch, tôi báo cáo xin được bắn cối 60 ly. Suy nghĩ một lát rồi ông hỏi, có bắn trúng địch không? Chỉ đợi có thế. Tôi nói thủ trưởng yên tâm. Sau này tôi mới biết là thủ trưởng thuật đắn đo vì quyết định tấn công bằng pháo binh và xe tăng. Thiết giáp nên sợ bắn cuối 60 ly sẽ làm lộ ý định lớn. Tông, tông. Sau khẩu hiệu lệnh bắn hai quả đạn như hai bắp chuối nhỏ bay vút lên trời giữa nắng hè, trời xanh trong veo, rồi lúc lắc rơi xuống. Tôi và mọi người thật hồi hộp thấy hai cột khói nhỏ bùng lên rồi hoàng hoàng gần sát đội hình địch mọi người đều hô gần chúng rồi. Tôi quyết định tăng thước tầm ứng với 100 mét và hô hai phát bắn tiếp. Lại tong, tong, trong lòng tôi thật tự tin vì chắc chắn chúng mục tiêu. Quan sát thấy bóng địch mất hút, chúng nằm tránh đạn, rồi hai cụm khói bốc lên ở chỗ chúng. Tôi báo thủ trưởng thuật đạn đã trúng mục tiêu, đề nghị bắn cấp tập. Thủ trưởng thuật đồng ý thế là anh em thi nhau thả đạn. Sau ba, bốn quả tôi lại hô chỉnh lại thước ngắm cho chuẩn xác. Có lẽ chưa bao giờ trong đời quân ngũ, đúng ra đời pháo thủ khối 60 ly được bắn như thế này. Trận địa đặt trên cao, quan sát và chỉnh mục tiêu trực tiếp bằng mắt thường, xem rõ đạn đi và rơi vào mục tiêu bắn. Hai khẩu cối thi nhau nhà đạn, đội hình pol pot rối loạn cứ đứng lên chạy rồi lại mất hút dưới ruộng lúa. Tự nhiên tôi lại có suy nghĩ kỳ lạ, liệu có thằng nào chết không? Cái bản năng lương thiện của con người trong tôi trỗi dậy, thầm mong rằng những quả đạn này làm cho chúng nó sợ, chạy hay bị thương. Đừng thằng nào chết, khoảng 13 giờ, đang suy nghĩ miên man chợt nghe ùng ùng tiếng đề pa của pháo 105 ly, ly rồi các loại pháo thi nhau cấp tập các mục tiêu. Pháo bắn 15 phút, xe tăng đã tiền nhập lên cửa khẩu. Trên xe là 6, 7 anh em lính tiểu đoàn 3. Đội hình xe tăng 9 chiếc bắt đầu xung phong. Hướng đường số 1 đánh sang pa 1. Hướng tốc xé, tiên thuận, tiểu đoàn 2 cùng 10 xe bọc thép cũng băng qua ruộng lúa đánh đặt vào pa 1. Tiểu đoàn 9, tiểu đoàn một cũng được lệnh tiến công. Tiểu đoàn 9 đánh địch ở khu rừng Thốt Nốt còn tiểu đoàn một đánh phát triển tiêu diệt địch ở khu vực giữa rừng Thốt Nốt và Pavet 2. Xe tăng sau khi đánh chiếm địch ở Pavet 2 thì tràn xuống cánh đồng, đánh tạt sườn địch phía sau rừng Thốt Nốt về hướng Chi Phu. Rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23, chúng ta chưa hiểu Pol Pot nên đánh thận trọng, do dẫm tiến quân chậm làm Pol Pot bỏ chạy hết. Lần này được giao nhiệm vụ đánh vận động thật nhanh thật mạnh, thật táo bạo nên tăng thiết giáp lao đi như bay, vừa chạy vừa bắn rất nhanh. Trừ một số anh em ngồi trên xe, số bộ binh của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 chạy theo tăng thiết giáp không kịp. Anh em vừa bắn vừa tiêu diệt những tên không kịp chạy. Khẩu đội cuối của tôi, cứ dựng bắn mấy quả lại phải nhanh chóng thu súng chạy theo. Giữ cự ly đều không để bị xa quá. Tiểu đội cuối được một ngày bắn thoải mái, nghĩa là không biết tiết kiệm đạn nữa. Đến lúc thu quần còn có bốn quả dự phòng. Đội hình địch bị chia cắt rối loạn chúng chạy như đàn vịt. Thỉnh thoảng lại thấy có thằng chúng đạn pháo tung lên cùng những khóm lúa. Mọi người được lệnh truy tìm địch lần trốn trong đồng lúa và thu nhặt súng của chúng vất lại. Đến 15 giờ 20 phút trận đánh kết thúc, theo báo cáo trong trận này ta diệt được hơn 100 tên Pol Pot, làm tan giã 5 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 3, quân khu đông bắc của Pol Pot, thu hàng trăm khẩu súng và bắt sống 8 tên. Trận đánh mau lẹ và thắng lợi hơn cả dự định. Về phía ta, một vài anh em bị thương không một ai hy sinh tiểu đội tôi được sư đoàn gửi điện khen ngợi các đơn vị lại nhanh chóng rời khỏi trận địa rút quân về biên giới ta đã thật sự dạy cho pol pot bài học nhớ đời đảm bảo những thằng sống sót cũng hồn bay phách lạc sau khi sắp xếp củng cố các vị trí của đơn vị đại đội ba rút về phía sau đóng quân ở cuối mộc bài để củng cố tinh thần nghỉ ngơi bổ sung quân số tổ chức hoàn thiện lại trang thiết bị nghỉ ngơi được 4 ngày thì tiểu đoàn và trung đoàn lại giao nhiệm vụ cho đại đội 3 làm nhiệm vụ đặc biệt là theo trinh sát theo dõi ở khu vực Pao Vét 2 có khoảng hai chốt dâu tôm của Pol Pot. Cứ chiều tối chúng ra, sáng lại thấy chúng vào Pao Vét 2. Số lượng cả hai nhóm từ 6 đến 7 tên. Đại đội 3 của tôi được lệnh bí mật luồn vào để bắt sống số Pol Pot này. Không được bắn chết mà phải bắt sống bằng được phục vụ khai thác toàn đại đội lại chuẩn bị tư trang súng đạn đợi tối sẽ có trinh sát của trung đoàn và tiểu đoàn dẫn đường theo phương vị tọa độ. Đúng 18 giờ ngày 28 tháng 10 năm 1977, sau khi cơm nước xong, mỗi người cũng vẫn thêm một phần cơm nắm do anh nuôi chuẩn bị. Các trung đội, tiểu đội kiểm tra trang bị vũ khí thật kỹ càng. Mọi người phải đeo vào mang hết trang bị vũ khí. Đứng, chạy tại chỗ xem có phát ra tiếng động lớn không. Bi đồng nước cũng phải đầy, để đi không có tiếng ốc ách phát ra. Nếu có tiếng động phải trình lại, không để xẻm va chạm với các thứ khác làm lộ bí mật. Khoảng 18 giờ 30 phút, toàn đội hình ra đầu một bài đợi trinh sát dẫn đường. Ai nấy để nguyên trang bị trên người tìm chỗ tiện lợi ngả người hay tựa người vào gốc cây. Bờ đất nghỉ ngơi đợi lệnh. Tiểu đội tôi qua kiểm tra lại xảy ra sự cố. Thiếu hai lính 1972 là Hồng và Tùng, đều quê Thái Bình. Tôi biết ngay chuyện gì đã xảy ra không tổ chức đi tìm mà báo ngay với anh Tiến. Anh trụ là anh em bỏ về phía sau rồi. Anh Tiến hỏi, sao Phú biết? Tôi nói ngay là hôm qua hai anh có tâm sự với tôi rồi và cũng nói trước ý định về Sài Gòn không theo đơn vị nữa. Mất hai xạ thủ kỳ cựu rất tiếc nhưng biết làm sao được. Anh em đã động viên ở lại cũng không được. Đúng là mỗi người một suy nghĩ, một tư tưởng. Khi họ đã dao động thì rất khó thuyết phục. Tôi xin thêm hai người thay thế để gánh đạn cối còn xả kích thì có đồng chí khác thay được đợi vẫn đợi trinh sát đến mọi người lại chuyện trò lại mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau tôi hơi giật mình vì anh đoàn văn tấn quê mê linh duy tiên hà nam ninh cứ say sưa kể cho tôi nghe chuyện gia đình chuyện cô người yêu tên thu cùng xóm mà gia đình muốn cưới cho anh trong lần đi phép vừa rồi tấn kể tỉ mỉ nào là cô thu có tóc dài răng trắng hiền ngoan rất thục nữ là giáo viên cấp 1 mới ra trường dạy học ngay tại xã. Tấn kể đi chơi tối với nhau ở đầu làng mấy lần, mà xin hôn một cái dứt khoát Thu không đồng ý, nói là để dành đến ngày cưới. Vì lính 1972 đều ở độ tuổi chuẩn bị giải ngũ nên thời gian về cưới là cuối năm 1977, thường vào mùa cưới tháng 8, chín âm lịch. Tấn say sưa kể, mắt nhìn xa xăm rồi hỏi tôi như vậy là Thu có yêu Tấn không. Tôi nói, đẹp trai như ông thì ai mà không yêu phải nói là tấn thật sự đẹp trai. Người cao to điểm đạm chứ không cao gầy dáng cỏ hương như tôi. Tấn rất quý mến, trong sinh hoạt rất tôn trọng tôi. Thật sự Tấn cũng nói về việc hai anh em vừa về Sài Gòn có rủ cả Tấn nữa. Nhưng Tấn không theo mà muốn thời gian nữa được về, vì danh dự gia đình và bản thân. Vừa lúc đó lại có anh Thọ, lính từ năm 1958 là quân khí viên, người làm nhiệm vụ phân phát, sửa chữa vũ khí súng đạn, cùng quê với Tấn đến gặp và nói lời động viên chia tay. Ở đơn vị tôi, đính quê Hà An đi rất hiếm nên thêm việc gặp gỡ này nữa làm tôi thật ái náy. Theo linh tính thường biểu hiện bất thường trước trận đánh thì hay xảy ra nhiều phức tạp cho chính người nói chuyện như vậy. Đúng 21 giờ, trinh sát của tiểu đoàn có đồng chí Nguyễn Trịnh Ngọ vào bộ đội năm 1974, quê ở xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh và hai trinh sát trung đoàn đến. Các anh mang bao xe, mấy quả lựu đạn, súng AK bắn gấp, dao găm Nga, ống ngòm đeo trước ngực, cạnh chỗ con dao găm còn có hộp gia đựng địa bàn. Quần đã cải cả cúc dưới ống nấm lem, trông ai cũng thật lanh lợi. Các anh hình như đã vào trinh sát mở đường rồi mới quay về đón đội hình. Năm 1979, khi giữ chức đại đội trưởng đại đội 3, đang làm nghĩa vụ quốc tế trên đất chùa tháp, anh Nguyễn Trịnh Ngọ đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh. Anh Nguyễn Trịnh Ngọ hy sinh chúng ta mất một cán bộ trẻ, rất năng động dũng cảm, cũng như tất cả các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nhân dân bạn khỏi thảm họa diệt chủng, tên anh được đồng đội và nhân dân hai nước ghi nhớ. Sau này, mỗi lần đến thăm đất nước Campuchia, những tượng đài quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, tôi nhớ đến các anh. Và trong cuộc sống thường ngày nhiều lúc tôi nhớ đến các anh tưởng không bao giờ nguôi. Toàn đội hình lên đường thật im lặng hướng đi từ một bãi cắt chéo về hướng tây bắc giáp giữa làng Tiên Thuận và Pa Vét Hai nhưng đi gần sát làng Tiên Thuận hơn. đi, cứ đi, trời đầy sao, trăng sáng mờ, lúc đi lúc nghỉ, lúc đi theo bờ mương, lúc lại cắt ngang cánh đồng lúa. đi một lúc thì gặp hai trinh sát nữa đang đợi chúng tôi tới và cùng dẫn đường đi tiếp. đi ngang qua ruộng lúa cứ vướng, lúa quấn vào chân thật khó đi. bước cao lên hẳn thì không được mà cứ dùng chân rẽ lúa ra đi thì vướng vào các khóm lúa rất là khó chịu. chợt nghĩ ở quê mình lúa kế thẳng hàng, còn ở đây chúng nó chẳng có hàng lối nào cả. nhưng sao lúa của chúng tốt thế, bông nào bông ấy chiếu hạt, làm chân của lính ta mỏi nhừ. thỉnh thoảng có con chim cút hay rẽ run gì đó, thấy động tiêu chóe chóe bay vọt vào trời đêm. cứ đi, cứ nghỉ rồi lại đi, lại nghỉ. có lúc ngả người ngay tại cánh đồng, được nằm lên cái đẹp lúa mà ngắm trời sao mênh mông, thật là lãng mạn đang vào mùa khô, đất ở đây không còn chìm dưới nước, ở địa thế cao rất thuận lợi cho vận động và quan sát. Phía sau xa xa, thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn le lói hay vằng tiếng chó sủa rồi chìm vào yên tĩnh. Phía trước không xa lắm là Pavet 2, xa hơn nữa là Pavet 1. Bóng những cây thốt nốt ở rìa làng cao to đen thấm trên nền trời tối mờ nhưng cũng thật rõ. Từ một bài sang Pavet 2 cự ly có hơn ngàn mét mà sao anh em phải đi lâu thế đi vòng vèo xuống gần cả ba vét rồi mới lại vòng lên. Thỉnh thoảng lại thấy mấy anh em trinh sát trụm đầu, trải bạt đồ dùng la bàn giống phương vị rồi lại đi tiếp. Phải nói là trinh sát thật giỏi và quá vất vả. Họ mò mẫm trong đêm, lúc để đội hình ngồi đợi, họ bỏ lên hoặc tiền nhập một quãng xem có chốt địch không, rồi lại quay lại dẫn mọi người đi tiếp. Khuya, đã quá khuya, mọi người đã thấm mệt, cứ tạm dừng là lại thấy ngựa cổ dốc bi đông uống nước. Rồi lại phải làm động tác dồn nước vào nhau cho đầy bi đông Không để cho nước trong bi đông vơi phát ra tiếng động ọc ọc Trời qua đêm, sương xuống nhiều Gió trời, sương lạnh thật quan khoái Mùa lúa chín thơm phức Nhưng suốt mấy tiếng giữa cánh đồng lúa nên cũng chẳng ai thấy được hương lúa nữa Ai nấy người ướt đẫm mồ hôi Đã lâu lắm dối không đi hành quân và thức đêm thế này Đi, cứ tiếp tục đi Rồi lại đi, đi lại nghỉ Bẻ đi bẻ lại lấy phương vị mấy lần nữa. Trời đã tảng sáng thì đội hình cũng đã áp được vào rìa làng, cách mấy chốt dâu tôm khoảng 50 mét. Ở đây có mấy gò đất như mấy ngôi mộ. Trinh sát dừng lại ở đó mời cán bộ đại đội, các trung đội trưởng và tôi, tiểu đội trực thuộc, lên chỉ phương hướng, rồi các đồng chí trinh sát dừng lại ở đó. Anh chủ nhanh chóng chỉ hướng cho từng trung đội. Khẩu đội cối của tôi gióng súng tại vị trí này. Mọi người tuyệt đối im lặng, các trung đội bộ binh tiếp tục tiền nhập về hướng của mình theo đội hình gọng kìm, tiện cho việc xung phong bắt súng địch. Tôi nhắc anh em gióng súng thao tác thật nhẹ, rồi nói mọi người tranh thủ ăn cơm nắm chữ ai cũng đói rồi. Trời đã tăng tảng sáng, vừa nhai được mấy miếng cơm vắt thì thấy đồng chí Nam. Liên lạc đại đội, trường xuống truyền đạn, anh Phú chuẩn bị xung phong nhé. Tôi cất vội nắm cơm cắn dở vào túi, nhắc anh em chuẩn bị xung phong chứ không bắn cối. Đồng chí Phạm Văn Nam, quê ở nghệ an ít ngày sau nam bị thương sau này phục viên nam sinh sống làm việc ở sài gòn nam vừa đi tôi đã nghe xung phong tiếng thét xung phong là của anh trụ đại đội trưởng cùng lúc là tiếng hô xung phong đanh gọn của anh tiến chính trị viên thấy mọi người đồng loạt đứng dậy lao lên rồi tiếng hô của anh em các trung đội mọi người vừa hô vừa chạy tiến vào các chốt địch rìa làng thoáng nhìn thấy bốn năm tên lính Pol Pot đứng lên ngõ nghiêng, thằng thì hai tay còn đang khoác cái chăn mỏng. Chúng đang rất bất ngờ, đứng chôn chân, mồm há hốc, không tên nào kịp cầm súng. Anh em đồng loạt hô lớt đay lơn dơ tay lên, bọn chúng dơ tay hết lên trời. Tên lính khoác chăn, trông rõ nó buông tay cầm, chăn rơi xuống. Anh em không bắn mà lao lên để bắt sống, còn cách chúng khoảng 15 mét nữa. Đã nhìn rõ sự sợ hãi của chúng, rồi đột nhiên chúng như bừng tỉnh lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra tất cả quay đầu ù té chạy anh em vẫn không bắn mà đuổi theo quyết bắt sống nhưng bọn này chạy chân đất quá nhanh chạy bán sống bán chết anh em mình qua một đêm luồn sâu không ngủ đã rất mệt nên đuổi không kịp chúng hướng bên trung đội một cũng xảy ra tình trạng tương tự như vậy chúng chạy băng qua đường số một rồi băng xuống đồng lúa xa dần giữa ta và pol pot lúc đó anh em mới nổ súng không biết có thằng nào chết không, còn lại chúng chạy biến mất. Hướng đó phía đông nam đường, mình lại không có trung đội nào chặn ở đó. Bao nhiêu vất vả thật là công toi. Thu được tất cả súng của chúng vất lại. Có một khẩu B40 mấy quả đạn, còn lại toàn súng AK. Thật bực mình. Rồi việc tiếp diễn xảy ra còn tồi tệ nữa, nhất là với tiểu đội của tôi. Sau khi đuổi theo mấy thằng Pol Pot ra cánh đồng, cách trục đường số một vài trăm mét, cũng không bắt được thằng nào mọi người trở lại Pavet 2. Ban chỉ huy đại đội báo cáo về tiểu đoàn xin chỉ thị. Chỉ huy tiểu đoàn lệnh không được rút về biên giới mà phải chốt lại Pavet 2 đợi lệnh. Anh chủ lại phân các trung đội chốt giữa các hướng chạy quanh rìa phum. Pavet 2 là một phum nhỏ không lớn như Pavet 1, cũng có nhà xây, nhà sàn nhưng lưa thưa hơn nhiều. Chúng ta bố trí, phía đông nam đường là trung đội 1 và trung đội 2. Phía tây bắc đường là trung đội 3 đầu phum. Phum là đơn vị địa chính của đồng bào Khmer, tương đương cấp xã, Sóc là tương tự như thôn xóm. Tiểu đội 11 hỏa lực cũng được tăng cường cho các trung đội. Ban chỉ huy đại đội cùng thông tin và số anh em trinh sát ở dưới gầm một nhà sàn giữa Phum. Riêng tiểu đội 10 của tôi thì bố trí ở rìa làng, hướng Tây Bắc, tiếp giáp trung đội 3 nhưng ở chỗ góc tù hình thoi. Địa hình Phum này có dáng hình thoi. Tôi không đồng ý với cách bố trí của anh chủ Tôi hỏi, sao anh lại bố trí cối 60 ly ở rìa làng? Tôi thấy không hợp lý. Anh phải bố trí trận địa cối ở giữa phun chứ, cối mới phát huy được hỏa lực chi viện cho các hướng. Bố trí ở đây như là tiểu đội bộ binh tôi thấy không được, vì chúng tôi chỉ có hai khẩu AK và mấy quả lựu đạn. Anh trụ nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn nói, anh cứ ở đấy đi. Tôi phản đối mạnh hơn nhưng anh trụ vẫn không đồng ý. Anh trụ người ở Lộc Hồng, Mỹ Văn, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 5 năm 1971. Sau này, khi chiến đấu bảo vệ biên giới ở tại Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang, anh đã anh dũng hy sinh vào ngày 8 tháng 4 năm 1978. Lúc ấy anh đang khi giữ chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1. Anh chủ hy sinh, sư đoàn mất một cán bộ tài năng, giản dị, hết sức thương yêu chiến sĩ. Nhớ đến anh trụ là tôi nghĩ đến một tấm gương quả cảm, một người đã hiến dân xương máu cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trong đời tôi, tôi không thể quên anh trụ khi giữ chức đại đội trưởng. Anh kém tôi một tuổi, nhưng đi bộ đội trước tôi một năm. Tướng mạo cao to, dâu quai nón trông rất dữ dằn, thuộc người ăn to nói lớn. Nhưng thực chất lại rất hiền lành. Anh em ở với nhau đã lâu. Mọi lần góp ý gì anh cũng hay nghe theo. Nhưng lần này nói thế nào anh trụ cũng không đồng ý. Tiểu đội 10 là tiểu đội hỏa lực cuối 60 ly, loại pháo nhỏ nhất trong các loại pháo nhưng khi sử dụng, ngoài số anh em gánh đạn, người giữ nhiệm vụ pháo thủ số 1, số 2 đều phải có văn hóa khá hơn, có ý thức cao và phải biết tính toán phần tử như các loại pháo lớn khác nữa. Nhiều anh em thông minh, nhưng cũng rất bướng. Người thông minh thường hay nhạy cảm, không biết tôi nhận xét vậy có đúng chăng. Nên thấy tôi nói với đại đội trưởng mà đại đội trưởng vẫn không đồng ý thì mọi người rất phản ứng. Thấy thái độ của anh em như vậy, đại đội trưởng thì cứ quyết như thế tôi đành khuyên anh em phải chấp hành mệnh lệnh. Về vị trí chốt mặc dù trong lòng cũng chẳng thoải mái chút nào. Trong bụng còn nghĩ sao ông này hôm nay hâm thế. Về vị trí rìa làng tôi chọn hướng cảnh giới cao vẫn là hướng Tây và bố trí hai khẩu cuối hình chữ Y cách nhau 15 mét. Tôi là tiểu đội trưởng trực tiếp chỉ huy khẩu đội một gồm có đồng chí Biểu, quê Nghệ An, vào bộ đội năm 1974, tuổi ngang tôi. Trước là công nhân nông trường ở quê, là xạ thủ số một đồng chí Tấn Như đã nói chuyện là xạ thủ số 2 và đồng chí Hoa xạ thủ số 3 tiếp đạn. Khẩu đội một được bố trí sát rìa cánh đồng. Tận dụng công sự chốt của bọn Pol Pot, anh em chỉ sửa qua là đã có hầm đặt cối và các cụ chiến đấu cá nhân. Ngay sát trận địa là một khóm thốt nốt ba cây cách vị trí súng 3 mét, hơi lùi về sau. Khẩu đội 2 có nhiều kỷ niệm sâu sắc với tôi. Tôi nhớ tiểu đội này có đồng chí dự, tiểu đội phó, vào bộ đội năm 1975, quê Thanh Hóa. Đồng chí Dự đã hy sinh ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 1979 ở Công Pông Chư Pư, tiếng Khmer nghĩa là Bến Đợi Châu. Khi Dự tiểu đội phó đến thay tôi làm tiểu đội trưởng tiểu đội 10 và trực tiếp làm khẩu đội trưởng kiêm phó thủ số 1. Tiểu đội này còn có đồng chí Hoài, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh và bộ đội năm 1974, làm pháo thủ số 2. Sau này, khi ta vào Phnom Penh ngay buổi chiều ngày 7 tháng 1 năm 1979 đồng chí lấy một cái xe máy chạy lung tung rồi mất tích luôn. Anh em nói là Hoài chạy vào chỗ còn tôn tốt nên bị bắn chết. Hoài thuộc thành phần nghịch ngợm, hay tự do và thiếu ý thức kỷ luật. Hoài có vẻ hơi buồn về việc gì đó, nhưng khi tôi về làm tiểu đội trưởng thì Hoài rất vui, hay cùng tôi đi hái rau cải thiện, rất hay kiếm được chất cây cây dụ tôi nhâm nhi. Ngoài ra, trong tiểu đội còn có đồng chí Tiến, quê Thủy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, nhập ngũ 1977, một chiến sĩ vui tính. Một điều ngẫu nhiên, tiến ở cùng đơn vị với cậu ruột, hai cậu cháu cùng đánh giặc trên biên giới Tây Nam. Đến ngày mùng 3 tháng 5 năm 1978, hai cậu cháu hy sinh trong một trận đánh. Mỗi lần nhớ hai cậu cháu, tôi không cầm nổi nước mắt và luôn tự nhủ phải sống xứng đáng với đồng đội đã hy sinh. Trong đó có hai cậu cháu đồng chí Tiến. Có phải do mệt hay không? mà lúc ấy anh em khẩu đội này cứ nằm nghỉ không chịu đào hầm pháo và hố chiến đấu. Tôi nhắc mấy lần mà anh em cũng không nghe. Nhắc nhở anh em xong, tôi cùng đồng chí dự đi quan sát địa hình chung quanh. Đây là rìa làng giáp cánh đồng lúa. Từ đây vào chỗ ban chỉ huy đại đội xa khoảng 100 mét. Muốn vào ban chỉ huy thì phải vòng qua một cái ao khoảng 2 đến 3 xào hình chữ nhật, có bờ rốc đứng. Nhìn nước đục có tăm cá, anh em đoán có rất nhiều cá và đang có ý định tìm cách để bắt chung quanh vị trí của tiểu đội đất gò hơi cao những cây trinh nữ miền nam gọi là cây gai mắc cỡ mọc rất nhiều chúng không cao lắm mà bỏ lan ở mặt đất muốn đi thì phải dẫm đạp lên chúng hai anh em đi một vòng quanh chỗ chốt đến cả chỗ trung đội ba do anh dũng quê móng cái quảng ninh mới được đề bạt làm trung đội trưởng tôi có trao đổi với anh dũng là anh chủ bố trí như vậy và nếu có pol pot vào hướng tôi thì anh đánh tạt sườn hộ thực sự là đội hình bố trí quanh phun hình quả chám này, hỗ trợ nhau tương đối thuận. Hợp đồng xong, anh em tôi về vị trí đứng chân của tiểu đội. Đã gần 10 giờ sáng, đồng chí từ đại đội phó và nam liên lạc đại đội xuống kiểm tra tình hình bố phòng của tiểu đội và nói với tôi. Trên báo có khả năng Pol Pot đang triển khai tập kích vào đơn vị, nhắc anh em đề phòng. Tôi báo cáo với anh về tình hình đơn vị rồi nói, các anh yên tâm chúng tôi sẽ giữ được chốt, đề nghị tăng cường mấy trinh sát xuống chốt cùng tiểu đội 10. Anh từ gật đầu và bảo sẽ về báo cáo lại ban chỉ huy đại đội giải quyết. Nói xong, anh cùng đồng chí liên lạc vòng sang trung đội 3. Tôi thông báo với anh em tình hình địch và trách khẩu đội 2 sao không đào hầm. Đồng chí Hoài vẫn vừa nằm vừa nghêu ngao cái bài ca muôn thuở cậu thường hát. Thấy tôi dục Hoài nhòm dậy nói, ở đây rất đông quân mình, tụi nó không dám tập kích đâu, anh đừng lo. Rất bực tức đang đứng ở khẩu đội một, tôi đi lại chỗ hoài và nói. Chúng mày lời thì đưa tao đào cho vào cùng đồng chí dự đào hầm để súng. Đào được hơn chục nhát sạch thì đồng chí Tấn gọi. Anh Phú về ăn cơm đi, kể chúng nó. Nhìn lên thấy Tấn ngồi dựa vào gốc cây thốt nốt gần công sự đang nhai cơm. Tôi nói, d e g i u chúng nó một tí, Tấn ăn trước đi. Đào thêm mấy nhát nữa thì nghe bồn tốt hô chô, chô. Rồi tiếng súng AK nổ gian, tiếng đạn DKZ xuật ầm, Ngẳng lên tôi thấy lúa nhố mấy chục thằng Pol bon Pot đang tiến vào hướng chúng tôi. Chúng vừa chạy khom vừa bắn. Rồi một thằng nép dưới ruộng lúa đứng vụt lên. Vài phát khẩu tám mươi 82 tôi thấy phụt lửa và xoẹt. Chớp lửa lóe lên rồi. Oanh! Ngay chỗ khẩu đội một, khói thuốc súng chùm lên khét lẹt. Thoáng nghĩ nguy hiểm rồi. Tôi và dự bộ lấy súng bắn luôn mấy loạt AK về phía Pol bon Pot. Tiếng anh biểu kêu rất to. Ôi! Tôi bị thương rồi. Phú ơi! Bắn thêm mấy loạt, thấy bọn Pol Pot đã gần, tôi hô lựu đạn. Tôi và dự mỗi người đều lấy lựu đạn, rút chốt và cùng ném về phía địch. Hoàng! Hoàng! Rồi lại hai quả nữa, lựu đạn chắc không tới được chúa chúng, nhưng tất cả chúng nằm hết xuống. Rồi tiếng súng của trung đội Ba Anh Dũng quạt chéo sang, đánh bật bọn Pol Pot ra ngoài, bẻ gãy đợt tập kích của Pol Pot. Trong lúc trung đội Ba vẫn đang nổ súng đánh đuổi địch, bọn chúng thằng thì chạy ra thằng lại mất hút vào ruộng lúa. Tiếng anh biểu vẫn gào lên rất to. Tôi nói với dự là hai anh em bò lên. Dự nói, anh cảnh giới để em lên. Tôi nói, anh em mình cùng lên. Phải nói dự là lính 1975 chưa vào trận thì đã giải phóng miền Nam rồi. Chưa tham gia trận chiến nào. Như vậy là dự rất dũng cảm, bình tĩnh. Tôi ngoái lại thì hoài và anh em khác đã chạy lùi về sau. Tôi và dự bỏ lên theo kiểu bò một tay. Còn tay phải vẫn cầm súng, thẳng lên chỗ khẩu đội một. Thấy đồng chí Hoa đang nép vào bờ đất mặt tái mét, máu đã loang cả vai. Một tay cầm quả lựu đạn, nhưng giữ sang chỗ vai bị thương. Tôi nói Hoa lùi về. Tiếp đến là thấy Tấn vẫn trong tư thế dựa người vào cây thốt nốt, đầu ngoẹo xuống bất động, đã hy sinh. Tay vẫn còn cầm miếng cơm. Vết thương chính đỉnh đầu rất to, máu đẫm từ đầu xuống. Còn biểu thì hai tay giữ đầu gối chân phải, khu vực đầu gối máu ướt đẫm. Quần rách nham nhở Miệng thì vẫn Ôi giời ơi Tôi nói dự kéo anh Biểu về để anh cảnh giới Rồi lùi dần về đến bờ ao Như thấy dự đang lựa chọn đường đi Tôi cũng thầm tính đi vòng bờ thì xa Và quyết định nói ngay Lội qua ao cho nhanh Quay lại sau không thấy bóng thằng ôn tốt nào nữa Hai anh em kéo Biểu xuống ao Nghĩ là ao nông Ai ngờ nước sâu ngục tới cổ Biểu vẫn kêu rên Tôi nói im ngay đi ôn tốt nó nghe thấy đấy lúc đó cũng không nghĩ đến việc vết thương của biểu sẽ bị nhiễm trùng. Hai anh em dìu biểu sang bờ bên kia, tôi nhoài mấy cái mới lên được bờ. Cầm tay kéo quần dự ở dưới ao đầy biểu lên, cả ba lên được bờ. Tôi ngồi xuống nói dự để anh biểu quay lưng áp vào lưng tôi, định cõng chạy, để súng đấy cho dự. Hai tay tôi cầm chặt hai tay biểu vùng đứng dậy nhưng sau cố mãi, cố mãi mà không đứng lên được, người cứ ý ra bùn rủi hết sức. Dự nói anh để em và đưa lại hai khẩu súng cho tôi. Vụt đứng dậy cống biểu chạy về phía ban chỉ huy đại đội. Tôi chạy theo, vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay lại quan sát địch. Gần tới ban chỉ huy đã thấy tám, chín anh em trung đội hai đang dò dẫm ra phía chúng tôi. Và tới gầm nhà sàn ban chỉ huy đại đội, tôi thấy mắt mở như có khói, đầu óc quay cuồng. Tôi nói, có chất độc, rồi gục xuống không biết gì nữa. Tôi ngất đi chứ không phải bị thương, không phải chất độc hóa học, mà là do kiệt sức nên ngất đi